Chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh MT Channel của Minh Tuấn Mobile. Mình là Cô Xin. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để thay pin trên con iPhone 5S. Bước 1. Tháo cáp Home, sắp xếp pin và tháo màn hình. Bước 2, tháo pin đã hỏng ra khỏi máy. Bước 3, lắp pin mới vào. Bước 4, lắp tạm socket pin và socket màn hình để kiểm tra. Bước 5, lắp hoàn chỉnh các bộ phận. Bước 6, kiểm tra tất cả các tính năng của máy. Như vậy là mình vừa đi qua các bước để kiểm tra và thay pin trên chiếc iPhone 5S. Nếu pin của các bạn có dấu hiệu tụt pin nhanh hoặc là chạy pin, các bạn hãy mang tới cửa hàng Minh Tuấn Mobile để được kiểm tra và hỗ trợ sửa chữa. Nếu bạn nào quan tâm tới giá của iPhone XS và XS Max, hãy truy cập vào website minhtuấnmobile.com hoặc đường link mình sẽ để ở phía bên dưới. Đừng quên cho mình một đăng ký kênh nhé. Bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.